Một vấn đề nan giải mà bạn nữ nào cũng gặp phải. Bạn quá xinh đẹp, bạn muốn chụp thật nhiều hình để lưu giữ lại sự xinh đẹp của mình đúng không nào? Nhưng mà điện thoại của bạn lại không đủ dung lượng. Vậy thì phải làm sao? Đừng lo, Techlon sẽ chỉ cho bạn 3 tip giải phóng dung lượng rác để mà điện thoại của bạn có thể chứa đựng được tất cả sự xinh đẹp của bạn. Các bạn vào phần cài đặt, kéo xuống và nhấn vào Safari. Sau đó bạn chọn xóa và đóng dữ liệu các tab. Sau đó bạn chọn đóng tab. Tiếp theo là phần xóa Siri và Search. Các bạn vào phần Siri và tìm kiếm. Bấm vào lịch sử Siri và đọc chính tả. Sau đó bấm xóa lịch sử Siri và đọc chính tả. Vậy là xong. Và cuối cùng chúng ta sẽ xóa báo cáo bảo mật ứng dụng. Cũng ở trang cài đặt, bạn vào phần quyền riêng tư và bảo mật, kéo xuống dưới và nhấn vào phần báo cáo bảo mật ứng dụng. Ở đây bạn có thể thấy được tất cả những cái báo cáo ứng dụng mà điện thoại đã lưu. Bạn chỉ cần tắt báo cáo bảo mật ứng dụng, thế là xong. Và đó là 3 cách để mà các bạn có thể giải phóng dung lượng rác trên điện thoại của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại một like, share và subscribe cho kênh của mình nhé.